gần đây, đại chiến nghệ sĩ và khán giả căng thẳng chẳng kém gì diễn biến của Covid-19. Có rất nhiều phát ngôn đến từ nghệ sĩ nổi tiếng vấp phải ý kiến trái chiều của khán giả. Điều đáng nói là những nghệ sĩ này đều là ngôi sao đình đám, thậm chí có người còn mang danh nghệ sĩ nhân dân. Đến thời điểm hiện tại thì cuộc chiến này vẫn chưa có hồi kết và nhiều người dự đoán nó sẽ kéo dài hơn cả cô dâu 8 tuổi. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng điểm lại những lần nghệ sĩ Việt đấu khẩu với khán giả và anti-fan. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé! Trấn Thành. Trấn Thành là một MC diễn viên nổi tiếng và quen thuộc trên các chương trình truyền hình Việt Nam. Chương trình nào có mặt Trấn Thành thì chương trình ấy luôn được đảm bảo lượng rating cao ngất ngưỡng. Là người đa tài trong nhiều lĩnh vực, thế nhưng Trấn Thành không ít lần làm khán giả mất lòng với những phát ngôn mang tính chất thách thức. 4 năm trước, một bộ phận khán giả cho rằng ngày càng có nhiều chương trình hài nhảm, thiếu chiều sâu. Ngay lập tức Trấn Thành đã lên tiếng phản bác. Trong phát ngôn của mình anh nói, truyền hình là của chúng ta có thể chọn lọc mà xem. Các bạn thấy cái nào nhảm nhí thì nên tắt TV. Câu nói này của Trấn Thành đã chạm vào lòng tự ái của rất nhiều khán giả. Số đông cho rằng anh đang quá ngạo mạn và phát ngôn thiếu suy nghĩ, thể hiện sự coi thường người xem. Gần đây, Trấn Thành đang có dấu hiệu lấn sân sang ca hát khi khoe giọng ở một số chương trình giải trí. Không ít người góp ý anh đã quá thành công với lĩnh vực diễn xuất và MC, còn giọng hát thì chỉ hợp khi đi hát karaoke. Trước những ý kiến trái chiều, Trấn Thành nói: "Tôi sẽ tiếp tục làm cho hay thì thôi. Còn nếu mà tôi cảm thấy thời gian không hay nữa, tôi sẽ tự động câm miệng tôi lại." Vấn đề trong phát ngôn này là anh cảm thấy, chứ còn khán giả cảm thấy như thế nào thì không nghe thấy anh nhắc đến. Ngoài hai lần trên thì Trấn Thành cũng có không ít phát ngôn dậy khán giả, khiến lượng anti-fan của anh tăng một cách chóng mặt. Pha lê. Nhắc đến đại chiến nghệ sĩ và khán giả mà bỏ qua pha lê thì thật là thiếu sót. Trong giới nghệ sĩ thì pha lê được xem là nữ hoàng, cụ thể là nữ hoàng thị phi, bởi nơi nào qua biến thì nơi đó có dấu chân của cô. Một câu chuyện nhỏ như sợi chỉ, khi vào tay của pha lê thì nó sẽ to như cái dây thừng. Năm 2019, Trương Thế Vinh và một nhãn hàng thời trang xảy ra tranh chấp. Lúc này cô đã bênh vực nhãn hàng và bóng gió mỉa mai Trương Thế Vinh. Sau những phát ngôn ấy thì pha lê nhận vô số gạch đá của khán giả. Thế nhưng số gạch đá vẫn chưa đủ để xây biệt thự nên cô tiếp tục đăng đàn chửi khán giả là vô văn hóa. Không biết bây giờ pha lê đã xây biệt phủ xong chưa? Chỉ thấy dù rất siêng mang bật lửa đi đốt nhà hàng xóm, nhưng mà pha lê vẫn không thể vươn tới vị trí ngôi sao hạng A. Tất cả những gì cô có là danh hiệu nữ hoàng thị phi mà cho không ai lấy, thấy cũng chẳng ai dám xin. Hoa hậu Hương Giang từng là một trong những nghệ sĩ đắt show nhất showbiz Việt. Dạo gần đây thì Hương Giang lặn giỏi hơn cả cá voi và không xuất hiện trên bất kỳ chương trình nào. Thực ra thì chuyện gì cũng có lý do của nó các bạn ạ. Năm 2020, khi vẫn đang là idol của giới trẻ, Hương Giang đã có một nước đi sai lầm. Làm nghệ sĩ như đi làm dâu trăm họ, việc có anti-fan cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng Hương Giang lại không nghĩ vậy. Cô tuyên bố sẽ giải quyết đến cùng một group anti có hơn 100.000 thành viên. Để chứng minh mình không hề nói dối, Hương Giang đã sử dụng phép thuật Win Enchantis khiến group ấy bay màu vào ngay hôm sau. Thế nhưng điều mà cô không ngờ là các group khác lại mọc lên như nấm. Lúc này Hương Giang đã đăng tải một đoạn video đến nhà anti-fan để đối chất. Trong buổi gặp còn có thêm một anh công an mà đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết anh công an là thật hay là hàng super fake. Chỉ thấy rằng Hương Giang đã ngay lập tức hứng chịu làn sóng bị tẩy chay. Cô buộc phải rút khỏi các chương trình truyền hình mà mình có mặt. Các nhãn hàng mà Hương Giang đang làm việc cũng nhanh chóng tìm người thay thế. Bị khán giả quay lưng, Hương Giang chịu tổn thất vô cùng nặng nề. Mới đây, cư dân mạng phát hiện cô đang nhờ người ra bán chiếc xe ô tô trị giá 8 tỷ mà người yêu vừa mua tặng năm ngoái. Cứ nghĩ sau Hương Giang, các nghệ sĩ sẽ uốn lưỡi 7 lần trước khi phát ngôn. Thế nhưng vết xe đổ này vẫn được những người khác đi đến mòn lốp. Không những vậy, người này còn là nghệ sĩ ưu tú. Nghệ sĩ ưu tú Đức Hải. Là một nghệ sĩ đã hoạt động lâu năm trong nghệ sĩ ưu tú Đức Hải vẫn tự đưa mình vào một vụ lùm xùm không đáng có. Cách đây vài ngày thì Facebook có tích xanh của nghệ sĩ Đức Hải đã đăng tải một phát ngôn thô tục, không đúng chuẩn mực của một người mang danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Điều đáng nói là dưới phần bình luận, ông sẵn sàng đáp trả lại cư dân mạng. Trước phản ứng dữ dội của các khán giả, nghệ sĩ ưu tú Đức Hải đã khóa Facebook và khẳng định mình bị hack nick. Chẳng biết những gì ông ấy nói có đúng hay không, nhưng chắc chắn các hacker sẽ buồn lắm, bởi cứ lần nào nghệ sĩ gặp phốt vạ miệng thì y như rằng các hacker chính là đối tượng tình nghi số 1. Tuy nhiên, dưới sức ép của cộng đồng mạng, nghệ sĩ đã lên tiếng và nói những dòng status, nói là do con trai nuôi của mình viết cho lúc bồng bột. Nghệ sĩ Đức Hải cũng không quên nói bản thân đang bị hacker đe dọa tống tiền. Thế nhưng trong một diễn biến không ngờ khác lại xảy ra, ông bị phanh phui là người đã đăng ký các số điện thoại nhắn tin đe dọa. Đúng là càng gỡ thì càng rối, có lẽ là nam nghệ sĩ sợ khán giả quên mất mình là diễn viên hài nên mới cố tình làm như vậy. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Nếu dạo này bạn vẫn chăm chỉ hit drama cho bổ phổi, diệt trùng lao thì Hồng Vân chính là cái tên vô cùng quen thuộc. Mở đầu là một bình luận của Hồng Vân ca khịa sự giàu có của nữ doanh nhân Phương Hằng.
Bị đụng chạm, bà Phương Hằng liền dằn mặt nghệ sĩ nhân dân để câu chuyện thêm phần thú vị. Bà đã tiết lộ một đoạn ghi âm, trong đó Hồng Vân phí khán giả như là chó đẻ. Đối với khán giả trung thành của Hồng Vân mà nói thì đây chẳng khác gì một cái tát cực mạnh, bởi lâu nay nghệ sĩ vẫn luôn xuất hiện với hình ảnh thân thiện và luôn tôn trọng khán giả. Và cũng giống như với nghệ sĩ ưu tú Đức Hải, Hồng Vân cũng nói mình bị hacker cắt ghép vào các đoạn nói chuyện của mình. Đúng là khổ cả hacker quá đi mất, có tiếng mà chẳng biết có miếng hay không. Chỉ biết lần này hacker đã không có im lặng nữa. Anh khẳng định chẳng có sự dối trá nào trong câu chuyện này hết. Các bạn thì nghĩ sao về vấn đề này nhỉ? Liệu Hồng Vân có bị hacker chơi xấu hay là đây mới chính là lớp mặt không trang điểm của nữ nghệ sĩ? Hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần comment nhé. Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm được mệnh danh là ông hoàng livestream. Với khả năng ăn nói của mình, hệ anh bán mặt hàng gì là mặt hàng ấy chốt đơn nhanh như một cơn gió. Nghĩa chốt đơn, quận 1 chốt đơn, quận 2 chốt đơn, quận 3 chốt đơn, quận 4 chốt đơn, quận 5 chốt đơn, quận 6 chốt 2 cái, quận 7 chốt. Còn nhớ trước đây khi khán giả nghi vấn ông hoàng livestream bán hàng giả, Lê Dương Bảo Lâm đã vô cùng mạnh miệng. Và rồi chẳng biết có phải bị nghiệp quật hay không mà anti-fan chưa kịp thưa thì công an đã đáp lại Lê Dương Bảo Lâm. Cuối tháng 5 vừa qua, vợ chồng nam nghệ sĩ vừa bị phạt 51 triệu đồng vì bán nước hoa fake cùng với hơn 10.000 sản phẩm mỹ phẩm có nhãn nước ngoài nhưng lại không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Ngoài phạt tiền thì vợ chồng nam nghệ sĩ sẽ phải nghỉ bán trong 2 tháng. Những tưởng là nam ca sĩ sẽ cẩn trọng hơn cho các phát ngôn và chấp hành tốt án phạt. Thế nhưng vài ngày trước thì Lê Dương Bảo Lâm lại livestream cho biết hai vợ chồng vẫn bán hàng như bình thường. Xem ra thì lần này anh không chỉ coi thường khán giả mà còn thách thức cả các nhân viên của băng Bố Liềm. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ được cập nhật ở Xem Gì Hôm Nay. Các bạn đừng bỏ qua nhé! Duy Mạnh. Từng là ca sĩ nổi đình nổi đám một thời, thế nhưng bây giờ, nhắc đến Duy Mạnh, người ta sẽ chỉ nghĩ ngay đến những lần anh khẩu chiến trên mạng. Duy Mạnh ngày xưa cháy trên sân khấu bao nhiêu thì bây giờ chửi hết mình trên Facebook bấy nhiêu. Chỉ cần khán giả nói gì trái ý, Duy Mạnh sẽ thẳng tay block. Trước đó là một bài văn tế với những đủ từ ngữ thô tục. Cũng vì quá nhiều lần cho miệng đi chơi xa nên Duy Mạnh cũng từng bị Sở Thông tin Truyền thông Hồ Chí Minh phạt 7,5 triệu đồng. Sau khi bị phạt thì Duy Mạnh vẫn tiếp tục niềm đam mê cháy bỏng của mình, đó là chửi nữa, chửi mãi. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho những fan nhí của nam ca sĩ, không biết những bạn fan sẽ học được gì khi thần tượng của mình hổ báo trên mạng xã hội. Cha Mi. Năm 2020, cả thế giới vật lộn với Covid-19. Ai cũng cầu nguyện cho dịch bệnh sớm qua để người dân được trở về với cuộc sống như trước kia. Đúng lúc này thì một nghệ sĩ có tên là Trà My đã đăng bài cảm ơn Covid với lý do trái đất đã quá chật nên chết bớt đi cho rộng chỗ. Ngay lập tức, cư dân mạng đã bật mốt đông lao và tràn vào Facebook của cô để tấn công. Trà My cũng thể hiện sự không vừa của mình, thậm chí cô còn nói: khi nào mình còn bị tấn công online thì khi đó xã hội vẫn còn những người ngu đến mức không thể cứu vãn. Sau cuộc khẩu chiến trên mạng thì Trà My vẫn là một ngôi sao le lói trên bầu trời đầy sao. Các bạn nghĩ thế nào về trường hợp của Trà My nhỉ? Trang Trần. Mặc dù là phụ nữ nhưng Trang Trần vẫn luôn thể hiện mình không hề thua kém bất kỳ ai. Nam thì có Duy Mạnh, nữ thì có Trang Trần. Cô liên tục dính những loạt phốt lớn như là chửi thề trên sóng truyền hình, xô xát với công an và đặc biệt là cứ ai làm cô mất lòng thì người đó sẽ bị mắng té tát, vuốt mặt cũng không kịp. Nhiều khán giả cảm thấy ngao ngán với Trang Trần bởi vì dù nghệ sĩ không phải đi nhẹ, nói khẽ cười duyên nhưng mà chỉ ít cũng cần giữ hình ảnh và tránh truyền những năng lượng tiêu cực đến các fan của mình. Ngoài những nghệ sĩ trên thì còn có rất nhiều người sẵn sàng đối đầu với công chúng. Một số người còn cho rằng nghệ sĩ là những người đã mang lại niềm vui cho đời. Nếu mà không có họ thì chúng ta sẽ chẳng có nơi nào để giải trí. Mình đồng ý một phần với quan điểm này. Tuy nhiên chúng ta hãy nhìn lại Hàn Quốc của những năm 1970. Thời bấy giờ truyền hình chủ yếu chỉ chiếu 2 chương trình. Một là chương trình học làm giàu, hai là chương trình học làm người. Kết quả là sau 20 năm, đất nước này đã lột xác thành một quốc gia có nền kinh tế thịnh vượng. Do đó, những người mang danh nghệ sĩ cần cẩn thận hơn trong những phát ngôn của mình. Bởi suy cho cùng thì chính những khán giả sẽ mang lại sự giàu có và danh tiếng cho họ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Các bạn thấy video hôm nay của chúng mình có thú vị không nào? Và để làm ra được một video thú vị như thế này thì không thể không kể đến công sức của anh Việt Hoàng, editor và chị Mai Anh, người sáng tạo nội dung. Và để ủng hộ cho team Xem Gì của chúng mình thì các bạn đừng quên like và subscribe kênh nhé. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.